Chào mừng các bạn đã đến với kênh Món Ăn Ngon. Và hôm nay thì mình sẽ làm món tàu hũ nước đường bằng đường nho. Để làm cái món này thì ở đây mình có chuẩn bị 150g đậu nành. Và mình đổ nước vô mình ngâm qua một đêm rồi, để cho nó nở mềm ra đó. Đường thốt nốt mình dùng 100g. Và gừng thì mình dùng khoảng 20g. Và vài cái lá dứa nữa. Và đây là đường nho này các bạn. Này các bạn thấy không? Chữ đường nho đó. Đường nho này thì mình mua trong siêu thị á, một gói như vậy là 100g và với giá là 30.000. Nhưng mà mình sử dụng một ít thôi à các bạn, chứ mình không có dùng nhiều, khoảng 2g là được rồi. Và nước thì mình sẽ dùng 1 lít. Và việc đầu tiên thì mình sẽ đi xay đậu nành cho thật là nhuyễn. Phần đậu nành thì mình vo cho thật là sạch và mình cho vào trong cái thau như vậy. Tiếp theo là mình sẽ chế nước vào. Mình chế vào nửa lít nước. Mình sẽ xay 2 lần nha. Đậu mình xay nhuyễn xong rồi mình sẽ lược, đổ vào trong cái túi lọc nước cốt dừa này để mình lược. Mình lược vào trong cái nồi luôn nha các bạn, để chút mình đem đi nấu luôn á. Rồi mình lược được một nồi sữa nè các bạn. Và cái phần xác đậu nành thì mình đổ ngược lại trong cái thau. Sau đó mình cho nửa lít nước còn lại vào rồi xay tiếp. Việc mà mình xay 2 lần như vậy đó các bạn, để cho cái phần đậu nành này nó ra hết cái phần sữa đậu nành luôn. Đậu nành thì mình đã xay và lược xong hết rồi. Bây giờ mình sẽ gút cái phần lá dứa này lại cho nó gọn á, để mình để vào trong cái nồi cho nó vừa. Rồi mình cho vào trong cái nồi sữa đậu nành này luôn. Và bắt lên bếp mình nấu cho cái phần sữa này sôi lên. Và trong lúc nấu thỉnh thoảng thì các bạn nhớ là quậy đều lên nha, để thôi nó bị khét dưới đáy nồi á. Mình bỏ lá dứa vô về để mình nấu cho cái phần sữa của mình nó thơm hơn. Phần sữa này thì các bạn nấu cho nó vừa sôi lên thì mình sẽ hạ lửa nhỏ xuống, rồi nấu thêm 5 phút nữa. Wow, sữa rất là thơm luôn á. Vừa thơm mùi đậu nành nè, rồi mùi thơm của lá dứa nữa. Và mình nấu sôi như vậy là được rồi, bây giờ thì mình tắt bếp. Đây mình có chừng 11 cái tô và cho vào 2g đường nho. Sau đó mình sẽ cho vào khoảng 2 muỗng cà phê nước. Mình lắc nhẹ nha, lắc nhẹ cho phần đường này nó tan ra. Rồi bây giờ thì mình sẽ đổ nước sôi vào trong một cái nồi lớn. Nước phải thật sôi nha. Wow. Mình sẽ để cái tô nước đường nho vào trong cái nồi nước sôi này. Và mình sẽ chế đậu nành vào trong cái tô nha. Mình để vào trong cái tô là một cái rây để mình lược cái phần đậu nành này để cho nó mịn hơn đó. Mình dùng cái giá để mình hớt cái phần bọt ở trên mặt nước nè. Mình sẽ khuấy nhẹ lên. Hớt cái phần bọt xong thì đậy nắp kính lại để trong vòng 40 phút. À, trong khi mà đợi cho cái phần tàu hũ nó đông lại á, thì mình sẽ nấu nước đường. Đường thì mình sẽ sắc. Mình sắc nhỏ ra như vậy để khi mình nấu thì nó sẽ mau tan hơn là để nguyên một tán như vậy nha. Cái món tàu hũ nước đường này thì các bạn nên ăn với lại đường thốt nốt thì nó sẽ thơm và ngon hơn. Sắc xong thì mình sẽ cho ra ngoài một cái nồi. Mình sẽ đổ vào 150ml nước. Mình sẽ bắt cái nồi lên bếp và nấu cho phần đường này tan ra. Và trong lúc mà đợi cho cái phần đường nó tan ra thì mình sẽ sắc gừng. Gừng thì mình sẽ sắc lát hoặc là các bạn có thể sắc sợi luôn cũng được. Rồi để mình sắc sợi cho nó đẹp nha. Phần đường đã tan ra rồi, bây giờ thì mình sẽ cho gừng sắc sợi vào. Và mình cho gừng vào cái thấy mùi nó rất là thơm luôn á. Mùi thơm của đường thốt nốt nè, rồi của gừng nữa. Rồi bây giờ thì mình tắt bếp luôn. Cái phần nước đường này thì mình để cho thật là nguội. Rồi ở đây mình có chuẩn bị một cái lon nước ngọt này các bạn. Các bạn biết cái lon này dùng để làm gì không? Để chút nữa mình múc tàu hũ đó. Bây giờ mình sẽ cắt nó ra. Cắt nó hơi xéo như vậy nè. Rồi cái lon mình cắt như vậy nè các bạn. Nó hơi xéo xéo như vậy nè. Để chút nữa mình múc tàu hũ như vậy.
Và tàu hũ của mình nó cũng đã đông lại rồi đấy các bạn. Và mình sẽ dùng cái lon hồi nãy mình cắt ra để mình múc phần tàu hũ này. Wow, các bạn nhìn nè, miếng tàu hũ mềm rất là ngon luôn. Giờ mình múc lại nha. Thường ta múc tàu hũ, ta hay múc cái miếng mỏng như vậy nè các bạn, chứ không có múc dày như lần đầu của mình. Để mình múc cho các bạn xem nữa nha. Wow, cực kỳ mềm luôn. Mình sẽ đổ ra ngoài cái chén. Và mình thấy cái độ mềm của tàu hũ như vậy là được rồi. Còn nếu mà bạn nào mà thích ăn cái phần tàu hũ của mình nó hơi cứng hơn một chút xíu thì các bạn có thể cho thêm một ít đường nho nữa. Wow, các bạn nhìn cái chén tàu hũ nè, ngon quá à. Bây giờ mình sẽ chế nước đường vào nha. Đây mình làm hai chén luôn á các bạn. Wow, nước đường màu vàng nè, rồi tàu hũ thì màu trắng nè, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Và như vậy là mình đã làm xong cái món tàu hũ nước đường bằng đường nho rồi. Wow, nhìn hai cái chén tàu hũ nè, rất là hấp dẫn luôn á. Và với cách làm cái tàu hũ này thì mình có thể ăn lúc nóng luôn. Ở video trước thì mình cũng có làm cái món tàu hũ nước đường, nhưng mà mình làm với bột gelatin. Bột gelatin thì các bạn để vào trong ngăn mát tủ lạnh nó mới đông lại. Còn mình ăn nóng không được, mình chỉ ăn lạnh thôi. Còn với cách làm bằng đường nho như vậy thì mình có thể ăn lúc nóng luôn. Ăn tàu hũ lúc nóng thì rất là ngon. Đây, bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Mùi thơm quá. Tàu hũ mềm mịn nè và rất là thơm luôn, thơm mùi đường thốt nốt nè, rồi mùi gừng nữa. Trời ơi, hấp dẫn dễ sợ luôn. Lâu rồi mình mới ăn lại cái món này. Khi mà mình cho vào trong miệng á các bạn thì nó tan ra trong miệng luôn vậy đó, mình khỏi cần nhai gì hết. Và tàu hũ thì ăn nó mềm mịn nè, các bạn nhìn những miếng tàu hũ nè, vừa mềm mịn nè, trắng tươi luôn. Cái món này thì bạn nào thích ăn với nước cốt dừa mình có thể cho thêm nước cốt nhé. Ở đây thì mình chỉ thích ăn với đường thốt nốt như vậy thôi. Wow, khi mà múc lên ấy, thì mình nhìn rất là thích luôn á các bạn. Nó mềm mịn nè và nó theo từng mảng như vậy nè. Ngon quá. Đường nho thì được chiết xuất từ nho nè và rượu nho đấy các bạn, cho nên là rất là tốt cho sức khỏe nha, không có hại gì hết. Nhìn cái miếng này nè, ngon dễ sợ luôn. Và mình cũng lưu ý với các bạn một điều là khi mà mình cho sữa đậu nành vào chung với đường nho thì phần sữa phải thật là sôi các bạn mới đổ vào nha. Cái phần nước đường á thì các bạn nấu cho nó hơi kẹo kẹo một xíu. Mình nấu nó ngọt á thì mình cho vào trong chén này ít thôi. Và các bạn khi cho vào thì mình nếm thử cái độ ngọt, nếu mà các bạn thấy độ ngọt như vậy là vừa rồi thì mình không cần phải cho nhiều hơn nữa. Và cái phần tàu hũ này mình làm mình có thể ăn được 1 hoặc là 2 ngày, chứ không được để lâu á nha các bạn, lâu quá thì nó sẽ không ngon. Và phần tàu hũ này như mình làm xong rồi thì mình sẽ bảo quản ở trong ngăn mát tủ lạnh. Hoặc là những bạn nào mà mình thích ăn nóng thì mình cứ để vào trong một cái nồi rồi mình châm nước sôi vào. Khi nào mà nước nguội rồi thì các bạn thay nước khác, như vậy thì nó sẽ giữ được cái độ ấm của phần tàu hũ này. Và cái phần đường nho này đó các bạn thì cái lượng axit nó rất là cao. 1 gram đường nho nó bằng 1 ký đường cát bình thường của mình á. Nhưng mà đường nho thì cái hạt nó cũng như là đường cát nhưng mà nó nhuyễn hơn một chút. Và các bạn ơi, video làm món tàu hũ nước đường bằng đường nho của mình đến đây cũng hết rồi. Mình chúc cho các bạn làm thành công nhé và ăn ngon miệng nữa. Nếu các bạn mà có yêu thích cái món ăn của mình thì hãy nhớ like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và đừng quên nhấn nút đăng ký để được đón xem những video mới nhất của mình. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye!